Món công cụ tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn ấy, mới chỉ nghe qua là đã thấy thư thái rồi. Vẫn tọa lạc ở trong cái thể navigation bar thôi, nhưng cho nó là công cụ walk, bách bộ, đi dạo. Các bạn chọn câu lệnh này nhé, walk, đi bộ này. Đôi bàn chân xuất hiện rồi, kích chuột và các bạn sử dụng các cái mũi tên ở trên bàn phím đi. Đi lên đằng trước, xoay ngang, đi thẳng rẽ phải, vân vân. Các bạn chịu khó là lượn lờ đi ra đến cái khu cầu thang lối lên của công trình này đi. Rồi, như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình.